Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ và mình là Kiều Anh, người sẽ đồng hành chia sẻ những thông tin bổ ích tới cho các bạn. Và trong video ngày hôm nay, Kiều Anh sẽ chia sẻ tới các bạn dòng sản phẩm đang được rất nhiều người ưa chuộng sử dụng, đó chính là dòng sản phẩm nước uống đông trùng hạ thảo, Đông trùng Ha Cho Premium Gold đến từ Hàn Quốc thưa các bạn, hẳn rằng là ai ai trong chúng ta thì cũng đều biết rằng dòng sản phẩm nước đông trùng hạ thảo hay đông trùng hạ thảo là một trong những loại dược liệu vô cùng quý hiếm đúng không ạ? À đây là một trong những loại dược liệu mà người ta cho rằng ngày xưa chỉ có vua chúa mới có thể dùng được bởi mức độ quý hiếm cũng như là đắt đỏ của nó. À, và không thể phủ nhận rằng là những dòng uh, những công dụng mà dòng sản phẩm hay là loại dược liệu đông trùng hạ thảo mang lại với sức khỏe của con người không chỉ tốt cho sinh lý mà đông trùng hạ thảo còn được biết đến là với khả năng tăng cường hệ miễn dịch cũng như là tăng cường sức khỏe, đồng thời còn ngăn chặn một số căn bệnh nguy hiểm xảy đến với chúng ta. Vâng, như vậy có thể thấy là những công dụng mà đông trùng hạ thảo mang lại thì vô cùng tốt và được rất nhiều người ưa chuộng đúng không ạ? Và hiểu được nhu cầu thị hiếu của người dùng hiện nay thì các nhà sản xuất tại Hàn Quốc đã thực hiện các phương pháp nuôi cấy đông trùng hạ thảo ở nhiệt độ thấp, đồng thời là đã cho ra đời dòng sản phẩm nước uống đông trùng hạ thảo như bên cạnh kiểu oanh đây vâng thưa các bạn thay vì sử dụng trực tiếp đông trùng hạ thảo cả con hay là ở dạng bột dạng tăm bông thì các nhà sản xuất tại Hàn Quốc đã sử dụng cũng như là đã cho ra đời dòng sản phẩm nước uống đông trùng hạ thảo à, bởi nước uống đông trùng hạ thảo thì ở dạng thể lỏng khi đi trực tiếp vào trong cơ thể của chúng ta chúng ta sẽ hấp thu được những dưỡng chất cũng như là những tác dụng mà dòng sản phẩm này mang lại à, thay vì việc là chúng ta phải mất công sắc hay là chế biến thì chúng ta chỉ cần uống trực tiếp là được và dòng sản phẩm nước uống đông trùng hạ thảo premium gold đến từ Hàn Quốc này đang là một trong những dòng sản phẩm cực kỳ hot trên thị trường hiện nay à, không chỉ giúp hỗ trợ tăng cường sức khỏe mà dòng sản phẩm này còn được biết đến là tốt cho da đồng thời khiến cho da của chúng ta được đẹp hơn à, hay là giúp tốt cho hệ tiêu hóa tốt cho hệ bài tiết và thậm chí là tốt cho cả hệ thần kinh của chúng ta. Nếu như đối với những người có chức năng sức khỏe hệ miễn dịch kém khi sử dụng dòng sản phẩm nước uống đông trùng hạ thảo Premium Gold thì nó sẽ giúp cho sức khỏe của bạn được cải thiện rõ rệt, đồng thời là tăng cường sức khỏe hệ miễn dịch cũng như là tăng cường sức đề kháng thì đối với hệ thần kinh, đối với những người mà thường xuyên làm việc Uh, hoạt động trí óc nhiều căng thẳng mệt mỏi khi sử dụng dòng sản phẩm nước uống đông trùng hạ thảo sẽ uh, nó sẽ có tác dụng là tác động lên hệ thần kinh của bạn làm giảm áp lực giảm căng thẳng lên hệ thần kinh từ đó thì khiến cho đầu óc của chúng ta được thoải mái hơn hay là đối với hệ tiêu hóa, đối với những người mà chúng ta có chức năng tiêu hóa kém, ăn không ngon hay thậm chí là chúng ta không hấp thu được dinh dưỡng trong thức ăn. Khi sử dụng dòng sản phẩm nước đông trùng hạ thảo Premium Gold, nó sẽ kích thích hệ tiêu hóa trong dạ dày, đồng thời từ đó bổ sung dưỡng chất và giúp cho dạ dày của chúng ta hấp thu được dinh dưỡng trong thức ăn tốt hơn. Bên cạnh đó thì còn một công dụng nữa khiến cho dòng sản phẩm nước uống Đông trùng hạ thảo Premium Gold đến từ Hàn Quốc này được rất nhiều người ưa chuộng sử dụng, đó chính là khả năng giúp hỗ trợ giải độc gan cũng như là tăng cường chức năng gan. Vâng, nếu như công việc của các bạn thường xuyên phải uống rượu bia hay là chức năng gan của chúng ta kém thì đây chắc chắn sẽ là một trong những giải pháp vô cùng tuyệt vời trong thời gian tới cho bạn. À vâng, như vậy thì chúng ta có thể thấy là công dụng của dòng sản phẩm này rất nhiều và được rất nhiều người sử dụng đúng không ạ? Ờ, nếu như các bạn muốn sử dụng thi kiều oanh nên lưu ý rằng là chúng ta nên mua tại những nơi có địa chỉ uy tín chất lượng Và với dòng sản phẩm này thì các bạn sẽ sử dụng từ 1 cho đến là 2 tháng Tuy nhiên nếu các bạn muốn có được kết quả tốt hơn thì chúng ta nên sử dụng lâu dài Và mỗi ngày chúng ta sẽ uống một ống nước đông trùng hạ thảo như bên cạnh kiều oanh đây và để mua được dòng sản phẩm chất lượng, các bạn cũng có thể liên hệ tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904 363 985 để được tư vấn miễn phí hoặc các bạn cũng có thể đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi tại Hà Nội để nhận được nhiều ưu đãi hơn, nhiều tư vấn hơn dành riêng cho dòng sản phẩm nước đông trùng hạ thảo Premium Gold đến từ Hàn Quốc. Vâng, hy vọng với những thông tin Kiều Anh chia sẻ trong video ngày hôm nay đã mang đến cho các bạn những kiến thức bổ ích. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau.